hai vị thần thể hiện tài năng trước sân rộng. Ai cũng tài giỏi nên Hùng Dương không biết chọn ai. Lúc này, nhà vua mới yêu cầu sính lễ. Ngày hôm sau, ai mang lễ vật đến sớm thì sẽ được cưới công chúa. Đi đâu đây? Con muốn hái hoa quỳnh làm trà cho ông nội. Con còn nhỏ, giờ này phải đi ngủ sớm, không nên lang thang bên ngoài lúc khuya. Con có nghe chưa? Đà tạ sơn thần lại cứu cháu tôi. Vào lúc này không phải ngài đang chuẩn bị lễ vật sao? Tôi đã chuẩn bị, nhưng đang làm thì bị nhóm tùy tùng của thủy tinh chơi xấu. Xin Lạc Hầu và người dân trong vùng giúp đỡ cho tôi. Dân làng xin hãy thứ lỗi vì đã gọi mọi người vào lúc đêm khuya thế này, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Thôi, xin sơn thần cho chúng tôi ngủ sớm, mai còn làm việc. Mọi người hãy nghe tôi. Tuy đây là cuộc so tài giữa hai vị thần, nhưng thủy thần đã chơi xấu sơn thần. Liệu khi công chúa lấy một người như vậy, sau này người ấy sẽ là vua của đất này? Một vị vua dối trá như vậy, liệu mọi người có thể còn được sống ấm no hay không? Đúng rồi. Từ trước đến nay, sơn thần đều lo lắng giúp đỡ cho mọi người. Nếu chúng ta góp mỗi người một tay để giúp sơn thần trở thành kẻ hiền của vua Hùng, thành đồng minh đắc lực cho nước ta, chẳng phải chúng ta sẽ được hưởng thái bình lâu hơn à? Con sẽ giúp sơn thần vì sơn thần đã cứu con. Thưa ngài Lạc Hầu, lời của người nói rất chí lý. Không lẽ người lớn chúng tôi lại không hiểu chuyện bằng một đứa bé con sao? Chúng tôi xin trợ giúp sơn thần. Giúp đỡ sơn thần. Cảm ơn Lạc Hầu. Giờ ta phải đích thân đi thượng tiên giới để tìm voi, gà và ngựa quý, kẻo không kịp. Người làm ơn ngồi yên đi. Tóc cô dâu theo đúng nghi lễ phải mất 2 canh giờ để hoàn thành đó. Nếu người cứ nhúc nhích như vậy thì khi tân lang đến cũng chưa xong đâu. Nhưng mà con lo lắng quá nhũ mẫu ơi. Cô dâu, đặc biệt là công chúa cô dâu, thì phải thật uy nghi và điềm đạm. Sao người có thể mất bình tĩnh như vậy được? Nhưng con lo lắm. Tân lang đã đến. Công chúa ơi, không được, cái đầu búa kiểu truyền thống công phu của ta. Chết rồi, mau nhanh lên đi nhũ mẫu ơi. Cho con xin lỗi, người nhanh tay lên. Tạ ơn trời đất và tổ tiên bao đời đã phù hộ sông núi đất nước này, nay ban cho mỹ nương một người chồng tốt và cho quốc gia một láng giềng thân thiện, một người bảo hộ vững chắc. Nói cho ta biết chuyện này là thế nào. Thưa thủy thần tôn kính,
Ngài thấy đó, sơn thần đã đến trước ngài với đầy đủ lễ vật, nên vua của tôi phải giữ lời gả công chúa cho ngài ấy. Các ngươi rõ ràng là muốn sỉ nhục ta. Hôm nay không trả, ta không còn là thủy tinh nữa.